xá vệ, dịch âm từ chữ Savatthi hoặc Sravasti, là kinh đô phồn thịnh bậc nhất nhì Ấn Độ, do vua Patinak, tức vua Basenadi, thời Phật tại thế trị vì. Kinh thành này thời quá khứ rất lớn và kiên cố, nên mãi cho tới ngày nay, người ta vẫn còn thấy vài bức thành dài và một vài nền tháp rộng, dầu đã bị đổ nát rêu phong. Đức Bổn Sư đã đến đây vào năm thứ 17 sau khi Ngài chứng đạo. Trong 45 năm hoằng hóa, Ngài đã trú nơi này suốt 25 mùa mưa. Thiện nam cấp cô độc và tín nữ Visakha là những đại thí chủ gương mẫu mà kinh văn thường nhắc tới đều ở xá vệ thành. Quê hương của Vô Não, một kẻ giết người khét tiếng được Đức Phật cảm hóa thành một đệ tử A-la-hán, đầy lòng nhẫn nại và từ bi vô bờ, cũng ở nơi đây. Cũng tại thành Savatthi, Sunita, một tiện dân bị xã hội Ấn khinh bỉ, chà đạp, ruồng bỏ, không được đối xử như một con người, mà Ngài lại thâu nhận vào tăng đoàn. Sự kiện này quả là một thách thức đối với xã hội lúc bấy giờ. Vua Basenadi nước Kosala đã thay thần dân của ông lên tiếng, nhưng chính sự giác ngộ, đắc quả vô sanh của Sunita đã chứng minh rằng mọi người đều bình đẳng trước khổ đau và giác ngộ. Không phải do sanh ra từ dòng dõi nô lệ thì vĩnh viễn là người nô lệ, mà chính hành nghiệp của vị ấy xác định vị trí của mình. Ngày nay, xá vệ thành không còn sầm uất như xưa, các thánh tích không còn nguyên vẹn như lúc trước, nhưng những nền gạch đổ của pháp tháp, của tự viện, của hương thất vân vân cũng đủ cho ta hồi tưởng suy gẫm một thời huy hoàng của nó. Kỳ viên tịnh xá. Tịnh xá này do cư sĩ cấp cô độc, tức ông Anathapindika, một triệu phú bậc nhất kinh thành, đã mua vườn rừng của Thái tử Kỳ Đà, tức Jeta, con của vua Ba Tư Nặc, xây dựng tịnh xá cho Đức Phật và tăng chúng. Câu chuyện mua đất này là câu chuyện hy hữu chưa từng thấy trong sử sách tôn giáo Đông Tây Kim Cổ hoặc trong những huyền thoại cổ tích thế giới. Về sau, do một chướng duyên trong quá khứ, ông khánh kiệt tài sản, nhưng rồi cũng do một duyên bố thí ba la mật nào đó, chẳng bao lâu ông lại giàu như xưa. Đức Phật đã đến đây vào mùa an cư thứ 17 và từ mùa an cư thứ 21 đến thứ 38 và giảng rất nhiều pháp thoại tại kỳ viên tịnh xá này. Trong 152 kinh thuộc Trung Bộ, đã có trên 60 kinh được nói tại nơi đây. Hơn 2/3 kinh thuộc Tương Ưng, Tăng Chi Bộ, Udana được Đức Phật thuyết tại đây. Trong số 547 chuyện tiền thân Đức Phật, đã tới 416 mẫu chuyện được kể tại kỳ viên tịnh xá. Các giới luật mà chư tỳ kheo, tỳ kheo ni cần phải tọa học, phần lớn đều xuất phát tại xá vệ thành này. Tịnh xá kỳ viên được xây dựng rất quy mô,
có nhiều tầng lầu. Lối kiến trúc này xuất hiện đầu tiên trong lịch sử kiến trúc tự viện Phật giáo. Năm 1863, các nhà khảo cổ đã khai quật vùng này và xác định được nơi nào là hương thất của Đức Phật, nơi nào là giảng đường, vân vân. Có rất nhiều thất trong khuôn viên tịnh xá được xây từ thời Phật còn tại thế cho đến thế kỷ thứ 11, làm người đời sau khó xác định được khu nào xây trước, khu nào xây sau, nơi nào là thất của tôn giả Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên, vân vân. Chúng ta chỉ còn dựa vào việc truy cứu của các nhà khảo cổ mà tạm định hình vậy. Cội Bồ Đề Ananda có lịch sử khá đặc biệt. Chuyện kể, một lần nọ trưởng giả cấp Cô Độc đến thăm tịnh xá Kỳ Viên. Lúc đó Đức Phật đi du hóa nơi khác. Ông liền thưa với tôn giả Ananda rằng, làm thế nào các Phật tử vẫn có thể kính lễ Đức Thế Tôn trong khi Ngài đi hoằng hóa phương xa? Tôn giả Ananda bạch Phật, và Đức Phật đã dạy các đệ tử hãy trồng một cây bồ đề lấy từ Bồ Đề Đạo Tràng. Để cho cây bồ đề được thiêng hơn, Đức Phật đã tọa thiền ở đây một đêm trọn. Kể từ đó, cội bồ đề được xem là hiện thân của Đức Phật. Và cũng từ đó, cây bồ đề đã trở thành một trong những đối tượng để lễ lạy trong cộng đồng Phật giáo. Chính vì Ngài Ananda thỉnh cầu Đức Phật nên cội bồ đề đó được gọi là cội bồ đề Ananda. Câu chuyện trên có thể tìm thấy trong chuyện tiền thân Đức Phật số 479, Kalinga Bodhi. Trong nghệ thuật Phật giáo thời kỳ đầu như ở Sanchi, Amaravati, các nghệ nhân thường điêu khắc cây bồ đề như là hiện thân của Đấng Thế Tôn. Tuy nhiên, một vài học giả cho rằng cội bồ đề này không đáng tin tưởng là cội bồ đề gốc, vì theo chuyện tiền thân, cội bồ đề được trồng trước cổng tịnh xá, khác với vị trí cội bồ đề hiện nay. Hương thất Gandakuti. Đây là hương thất mà Đức Phật thường trú ngụ. Các Phật tử thường viếng thăm Ngài ở hương thất này. Những gì chúng ta thấy hiện nay là nền gạch của hương thất đã được trùng tu dưới triều đại Gupta. Nó là trung tâm điểm của ngôi tịnh xá lúc bấy giờ. Khách hành hương ngày nay thường đến đây lễ bái cầu nguyện sự gia bị của Đức Phật. Tịnh thất Kosamba hay còn gọi Kosambakuti là tịnh thất thứ hai mà Đức Phật thường trú ngụ khi Ngài huyền tráng sang Ấn và viếng thăm Kỳ Viên. Duy chỉ có Kosambakuti này chưa bị hư, trong đó có cả tượng Phật bằng đá hồng. Khi Alexander Cunningham khai quật khu vực này, pho tượng này vẫn còn đó. Hiện nay pho tượng được trưng bày tại Bảo tàng viện Calcutta. Thank you.
bên cạnh là thất của tôn giả Ananda, cùng với thất của nhiều tôn giả khác như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Cách hương thất Đức Phật không xa là giảng đường. Đức Phật thường ra ngự nơi đây để thuyết pháp cho bốn chúng hoặc giải nghi cho các vị tỳ kheo. Phía sau hương thất Đức Phật không xa là ni viện. Trong thời Phật tại thế, các ni viện phần lớn đều ở sát tăng viện, nhất là trong giai đoạn chư tăng và ni vừa tới trú xứ đó. Trong số thập đại đệ tử ni, cũng như một số ni khác, khi gia nhập tăng đoàn đã làm chấn động giới nữ lưu ở Ấn, đã làm thay đổi quan niệm của người Ấn về khả năng của phụ nữ, phần lớn đều xuất thân ở Savatthi, như ni sư Uppalavana, tức là liên hoa sắc, vị có thần thông đệ nhất. Ni sư Dhammadina, vị thuyết pháp đệ nhất. Ni sư Bhattacharya, vị trì luật đệ nhất. Ni sư Kisagotami, vân vân. Đông viên tịnh xá, cũng còn gọi là Uparama, do đại tín nữ Visakha xây để cúng dường Đức Phật và tăng đoàn. Câu chuyện tại sao tịnh xá này được xây dựng được tìm thấy trong Tạng Luật. Tên gọi Đông viên là vì tịnh xá này là một vườn lớn nằm ở phía đông của tịnh xá Kỳ Viên. Visakha còn được mọi người thời bấy giờ tôn xưng là Nigara Mata, có nghĩa là Lọc Mẫu, nên giảng đường trong Đông viên tịnh xá được đặt tên là Lọc Mẫu giảng đường Nigara Mata Pasada. Từ mùa an cư thứ 39 đến 44, Đức Phật an cư tại đây và giảng rất nhiều pháp thoại như Kinh Tiểu Mãn Nguyệt số 110, Kinh Quán Niệm Hơi Thở số 118, vân vân, thuộc Trung Bộ, hoặc rất nhiều kinh vấn đáp giữa bà với Đức Phật trong Tương Ưng và Tăng Chi Bộ. Như có lần bà hỏi làm thế nào để một nữ nhân đạt được hạnh phúc ngay trong cõi đời này, hoặc làm thế nào mà một nữ nhân sau khi chết được thác sanh lên thiên giới, có sắc đẹp nhất cõi trời, vân vân. Trong Tạng Luật, chúng ta tìm thấy chính nhờ bà mà Chư Tăng Ni được nhiều thuận lợi hơn về y phục, thực phẩm do bà đích thân cúng dường và chăm sóc. Bà sống trên 120 tuổi, qua đời sau Đức Phật khoảng 60 năm. Ngày nay tịnh xá hoàn toàn gần như không còn gì cả, chỉ còn lại một nền gạch nhỏ xíu, bên cạnh là đền thờ Ấn giáo, làng mạc. Vua Asoka đã đến đây dựng thạch trụ để đánh dấu và tưởng niệm, nhưng thạch trụ đã bị gãy gần sát đất. Các cư dân đã lợi dụng phần còn lại của thạch trụ, biến nó thành biểu tượng Linga và Yoni theo truyền thống tín ngưỡng của mình. Cách tịnh xá Kỳ Viên không bao xa là nền nhà của ông Cấp Cô Độc, ngày nay được biết đến với tên gọi là
Pakikuti. Ngài pháp hiển và huyền tráng, cho đó là tháp tưởng niệm ông. Trên 2.500 năm trôi qua, kể từ thời Phật tại thế, Xá Vệ cũng đã trải qua bao thời hưng suy, thật khó mà xác định đó là tháp hay là nhà. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc số 143 thuộc Trung Bộ ghi lại những ngày cuối đời của trưởng giả Cấp Cô Độc quả thật cảm động. Sau khi thân hoại mạng chung, ông được sanh lên Đâu Xuất Thiên, tức cõi trời Tusita. Bên cạnh nền nhà của Cấp Cô Độc là một khối gạch cao, không còn nguyên vẹn giống nền nhà của ông Cấp Cô Độc. Ngày nay, người ta biết đến tháp này với tên địa phương là Kachikuti. Cấu trúc của Kachikuti phức tạp hơn, có nhà cửa, đường hầm. Ngài Pháp Hiển và Huyền Tráng đều cho rằng đó là tháp tưởng niệm tôn giả Angulimala. Cunningham cũng chỉ dựa vào ký sự của người xưa rồi xác minh, chứ thực sự không có di chỉ nào để xác định nó được xây dựng vào khoảng thời gian nào. Khi chưa tỉnh ngộ, Angulimala là một tên sát nhân khét tiếng. Triều thần của vua Basenadi phải nao núng khi nghe đến tên ông. Ông đã giết người, cắt lấy ngón tay đeo nơi cổ, nên mọi người đặt tên cho ông là Angulimala, có nghĩa là người đeo vòng ngón tay. Chứ tên thật của ông là Ahimsaka, nghĩa là vô não. Trong một cơn điên tiết, ông định giết mẫu thân của mình để chặt ngón tay cho đủ số. Nhưng nhờ duyên lành trong quá khứ, Đức Phật đã đến và dùng thần thông lực và trí tuệ lực nhiếp hóa ông. Sau khi trở thành một tỳ kheo, ông tinh cần tu tập, nhẫn nại, chẳng bao lâu sau chứng quả A-la-hán. Câu chuyện Angulimala đã gặp Đức Phật như thế nào? Trong một tâm cảm ra sao? Đức Phật đã nói gì để khai thị ông, vân vân. Tất cả còn ghi lại trong Kinh Angulimala số 86 thuộc Trung Bộ. Thank you.
Kỳ Viên Tịnh Xá không bao xa là một ngọn đồi gần như bỏ hoang. Trên đó có một số nền tường gạch đổ nát. Người ta nói rằng chính tại nơi đây Đức Phật đã thi triển đại thần thông lực để chiết phục ngoại đạo. Ngài đã đến với hội chúng từ hư không, khiến dưới đất nơi Ngài ngồi hiện ra một cây xoài. Dưới cây xoài đó, Ngài đã hóa hiện vô số thân Phật với các tư thế khác nhau trên các hoa sen ngàn cánh, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Vua Basenadi xứ Kosala cũng được tham dự trong đại hội thi triển thần thông này. Trong đời của Đức Phật, đây là lần duy nhất Ngài chấp nhận sự thách thức của lục sư ngoại đạo. Và cũng từ đó, niềm tin của vua, quan, thần dân của Kosala nói riêng và của Ấn Độ nói chung đối với Đức Phật được thêm kiên cố. Thank you.